Thời điểm này, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và trường học đã bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi. Tuy nhiên, dư vị của Tết vẫn hiện hữu trong từng gia đình. Đó chính là những chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thức uống, những khay mứt Tết, bánh kẹo thừa mứa sau Tết. Vâng, thực phẩm tồn dư sau Tết không đơn giản chỉ là đồ ăn thức uống không dùng hết, mà nó còn là mầm bệnh nguy hiểm với mỗi gia đình. Và trên thực tế, đã có gần 800 người nhập viện trong đợt Tết nắng nóng vừa qua do thực phẩm ôi thiêu. Và vì sao lại như vậy? Quý vị và các bạn sẽ tìm thấy một phần câu trả lời trong phóng sự sau đây. Hôm nay mùng 9 tháng Giêng, nhưng tủ lạnh nhà chị Giang vẫn đầy ắp như thế này. Từ đồ sống đến đồ chín, từ giò chả, thịt nguội đến bánh chưng, bánh tét, các loại rau củ quả. Mỗi khi kiểm tra tủ lạnh, chị lại phải bỏ đi một số thứ vì mốc xanh, mốc đỏ. Cứ cách 2-3 ngày thì tôi kiểm tra tất cả các thức ăn trong tủ lạnh một lần. Nếu mà cái nào hỏng thì tôi bỏ ra luôn. Đã thành thói quen, Tết là dịp các gia đình tích trữ thực phẩm. Thậm chí nhiều gia đình ở nông thôn gói bánh chưng, mua giò chả đủ để ăn đến rằm tháng Giêng. Sở trường ở nhà các con hay ăn đồ nguội, như là xúc xích, như chân gà xông khói, rồi gà nguyên con xông khói. Thì cái đấy hay tích trữ, vì tích trữ vào hai tủ để thức ăn, vì sau Tết thường hay đắt lắm. Theo các chuyên gia, một cái Tết nóng như năm nay thì những chiếc tủ lạnh hay mứt Tết với những đồ ăn, thức uống dư thừa đang trở thành mầm bệnh cho mỗi gia đình. Nhiều người vẫn ỷ lại vào những chiếc tủ lạnh. Tuy nhiên, những ngăn tủ chất đầy đồ ăn như thế này thì luồng khí mát đã bị che kín, không thể lưu thông, khiến thực phẩm ôi thiêu nhanh chóng mà người nội trợ không hề hay biết. Giò thì hỏng mất rồi, không ăn được nữa. Tại vì để trong tủ lạnh rồi đến bây giờ nó mất chất mà cô cũng phải vứt đi. Thực phẩm biến chất không chỉ giảm giá trị dinh dưỡng mà còn là một ổ vi khuẩn như E. coli, Salmonella, gây rối loạn tiêu hóa, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng máu. Đốm mốc đen trên quả bưởi hay mốc trắng trên củ khoai lang, túi cà chua này chính là thủ phạm gây ngộ độc cấp tính. Nguy hiểm nhất là độc tố aflatoxin có trong các loại nấm mốc gây xơ gan, ung thư gan. Độc tố này rất bền với nhiệt nên dù đun, nấu, chiên xào thế nào cũng không thể loại bỏ. Thưa chị, thì auxin là một cái độc tố nấm mốc mà nổi tiếng là gây ung thư gan. Thì ở cái liều cao là nó có thể gây tử vong. Còn ở cái liều thấp thì nó tích lũy dần trong gan và có thể là gây ung thư gan. Rồi là gây đột biến và gây sảy thai. Thời tiết nồm, ấm của mùa xuân là môi trường thích hợp để nấm mốc phát triển. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi trong và sau Tết năm nay, cả nước có 800 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là do ăn các loại thực phẩm ôi thiêu trong gia đình. Rõ nhất aflatoxin gây viêm gan, gây suy gan, gây tử vong. Trung tâm chống độc cũng đã từng tiếp nhận một cái cháu bé ở Hà Giang bị ngộ độc độc tố từ mốc do ăn bánh chưng ngô, thì bị viêm gan, suy gan rất nặng và cận kề tử vong. Trước khi ta nhìn thấy bằng mắt thường ấy, thì lúc đấy thì nó đã thành một cái quần thể rất là lớn rồi, ta mới nhìn thấy cái đám mốc. Chứ còn có khi nhìn ta nhìn chỉ bánh chưng chỉ hơi ướt ướt thôi, hoặc giò nó ướt ướt thôi, nhất nhất thôi, thì đã có nấm mốc phát triển ở đấy. Các chuyên gia khuyến cáo nếu thấy giò, chả, lạp xưởng, thịt luộc, thịt ngâm nước mắm có biểu hiện đổi màu so với màu nguyên thủy, xuất hiện các đốm đen, trắng, vàng, cam, xanh, có biểu hiện nấm mốc, sờ thấy nhớt, ngửi có mùi lạ, nếm có vị lạ thì nên bỏ ngay.